Xin chào các bạn, ngày hôm nay Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ với các bạn về tử vi 12 con giáp thứ năm ngày 17 tháng 3 năm 2022. Và theo âm lịch, hôm nay là ngày 15 tháng 2 năm Nhâm Dần, ngày này là ngày Kỷ Tỵ, tháng Quý Mão năm Nhâm Dần và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Ất Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Mậu Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Canh Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thanh Long, giờ Tân Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Minh Đường, giờ Giáp Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Ất Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Bảo Quang. Giờ Hắc Đạo trong ngày gồm có giờ Giáp Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Bính Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Đinh Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Kỷ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Câu Trận, giờ Nhâm Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Quý Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Chu Tước. Về ngũ hành niên mệnh Đại Lâm Mộc, ngày Kỷ Tỵ tức chi sinh can, nghĩa là họa sinh cho thổ, và ngày hôm nay là ngày Cát. Về nạp âm, Đại Lâm Mộc, Kỷ Tuổi, Quý Hợi, Đinh Hợi, ngày thuộc hành mộc, khắc với hành thổ, đặc biệt là Tuổi, Tân Mùi, Kỷ Dậu, Đinh Tỵ thuộc hành thổ, không sợ mộc. Ngày Tỵ, lục hợp với Thân, tam hợp với Sửu và Dậu thành kim cục, xung với Hợi, hình thân, hại dần, phá thân và tuyệt tí. Vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi Tân Hợi, Đinh Hợi, tuổi xung trong tháng, tuổi Tân Dậu, Đinh Mão. Vài các sao tốt xấu trong ngày của các sao tốt như sao Thiên Đức Hợp, tốt mọi việc, sao Nguyệt Đức Hợp, tốt mọi việc, kỵ về tố tụng, sao Thiên Phú, tốt mọi việc, nhất là về xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ, khai trương, mở kho, nhập kho, ký kết hợp đồng. Sao Thánh Tâm tốt mọi việc, nhất là cầu phúc, tế tự. Sao Lộc Khố tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, mở kho, giao dịch. Sao Dịch Mã tốt mọi việc, nhất là xuất hành. Vài sao xấu trong ngày gồm có sao Thổ Ôn kỵ về xây dựng nhà cửa, đào ao, đào giếng, tế tự. Sao Hoang Vu xấu mọi việc. Sao Vạn Vong kỵ về xuất hành, cưới hỏi, an táng, cầu tài lộc. Sao Chu Tước Hắc Đạo kỵ về nhà mới, khai trương. Sao Quả Tú xấu đối với cưới hỏi. Sao Không Phòng kỵ về cưới hỏi. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, Hỷ Thần hướng Đông Bắc, Tài Thần hướng Chính Nam. Và sau đây mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ năm ngày 17 tháng 3 năm 2022. Mời các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Tử vi tuổi Tý thứ năm ngày 17 tháng 3 năm 2022. Ngày thứ năm này với bạn tuổi Tý xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh. Điều này làm cho bạn tuổi Tý sẽ phải đối mặt với không ít hung hiểm ngày hôm nay. Với những rắc rối cứ liên tục tìm đến, đòi hỏi bạn cần phải luôn tỉnh táo chớ để xảy ra những hậu quả đáng tiếc. Chưa kể là trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Tý đang gặp phải những kẻ tiểu nhân luôn rình rập ở xung quanh bạn, chỉ chờ bạn lộ sơ hở là ngay lập tức tìm cách để hạ bệ bạn. Vì vậy, bạn cần phải luôn thận trọng trong từng hành động của mình ngay lúc này nhé. Trong ngày thứ năm này với bạn tuổi Tý lại đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc. Điều này nhắc nhở bạn cần phải quan tâm hơn tới nửa kia của mình. Sau một khoảng thời gian dài xa cách, giữa hai người như có một bức tường ngăn cách khiến cho hai trái tim trở nên nguội lạnh hơn. Vì vậy, với bạn tuổi Tý cần phải tìm cơ hội để hâm nóng tình cảm với người ấy càng sớm càng tốt bạn tuổi Tý nhé. Vài câu quyết cho bạn tuổi Tý trong ngày thứ năm này. Tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, tình cảm lạnh nhạt vì có sự xa cách. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, cẩn thận với những hung hiểm tìm đến bất cứ lúc nào. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa nên hành xử cẩn trọng, kẻo lại rơi vào bẫy của những kẻ tiểu nhân. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ, sức khỏe bị ảnh hưởng ít nhiều, bạn cần phải lưu tâm nhiều hơn. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc, tỉnh táo trước những quyết định quan trọng ngày hôm nay.
Và đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 14, số 63, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi Thìn, tuổi Thân, tuổi Sửu. Tử vi tuổi Sửu thứ năm ngày 17 tháng 3 năm 2022. Ngày thứ năm này với bạn tuổi Sửu, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành Sửu Tỵ bán hợp, cho nên công việc của bạn trong ngày hôm nay trở nên thuận lợi, suôn sẻ hơn trước khá chi là nhiều. Với những nỗ lực của bạn cuối cùng cũng đã được mọi người ghi nhận và được cấp trên đánh giá cao nữa nhé. Lại thêm, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Sửu đang gặp được thực thần ghé thăm, cái điều này sẽ mang tới cho bạn có được nhiều vận may về tiền bạc. Vì vậy với bạn tuổi Sửu, hãy nhanh tay để nắm bắt lấy cơ hội kiếm tiền hiếm có này. Bạn sẽ chẳng thể ngờ được nguồn thu lợi về tay lại nhiều tới như vậy đâu nhé. Và với bạn tuổi Sửu trong ngày này, cái mối quan hệ tình cảm giữa bạn và người ấy cũng trở nên hài hòa hơn khi bạn đang gặp được ngày có hỏa sinh cho thổ vượng. Cả hai đều là chỗ dựa của nhau mỗi khi gặp phải những khó khăn, trở ngại trong cuộc sống. Sự động viên, cổ vũ mà hai bạn dành cho nhau chính là nguồn động lực lớn lao và khó có thể điều gì sánh bằng nữa nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Sửu trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, luôn nỗ lực hết mình, thành công sẽ tìm đến. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy, đừng có chần chừ, do dự, kẻo lại bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc tới với mình. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa, có được vận may về tiền bạc tìm đến, tài lộc được dồi dào, khiến cho người khác phải ganh tị. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ, tình cảm gia đình được bình yên, không có nhiều biến động. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc, đôi lứa tình cảm được hài hòa, thấu hiểu lẫn nhau. Và đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 20, số 73, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường màu nâu, màu vàng, quý nhân phù trợ tuổi Tỵ, tuổi Dậu, tuổi Tý. Tử vi tuổi Dần thứ năm ngày 17 tháng 3 năm 2022. Ngày thứ năm này với bạn tuổi Dần, xem tử vi cho thấy bạn đang có điềm báo trải qua một ngày không được yên ổn cho lắm khi bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung Dần Thân Tỵ Hợi gây ra. Với bạn đang gặp họa tiểu nhân cận kề, vì vậy bạn cần phải hết sức thận trọng, kéo lại rơi vào bẫy của những kẻ tiểu nhân gây ra cho bạn những điều không như ý muốn nhé. May mắn là trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Dần lại đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh soi đường chỉ lối cho bạn, cho nên với bạn tuổi Dần cũng sẽ sớm tìm ra được câu trả lời mà bấy lâu nay bản thân bạn luôn tìm kiếm. Nhờ thế mà bạn như được tiếp thêm sức mạnh, tự tin vào chính bản thân mình và tiến về phía trước nữa. Quan về phương diện tình cảm của bạn tuổi Dần trong ngày thứ năm này lại đang gặp được ngày có mộc sinh cho họa vượng, điều này làm cho cái chuyện tình cảm của bạn đang tiến triển theo chiều hướng khá tốt đẹp, đặc biệt là đối với những bạn đang còn độc thân. Cả hai đã nhanh chóng tìm ra được những điểm tương đồng, chỉ sau một vài lần gặp mặt, tình cảm cứ thế dần nảy sinh, lớn dần lên hàng ngày nữa rồi nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Dần trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh Thủy, đừng nung chiều bản thân mình quá, khiến cho sức khỏe bị giảm sút. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh Hỏa, có không ít những rắc rối tìm tới. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh Thổ, quan tâm và chia sẻ bí kíp để giữ gìn hạnh phúc gia đình. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh Mộc, tư duy minh mẫn giúp bạn có thêm tự tin hơn vào bản thân. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh Kim, tiểu nhân trong bóng tối luôn tìm cách để hãm hại, bạn cần phải thận trọng hơn. Và đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 16, số 84, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá, màu xanh lam, quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Ngọ, tuổi Tuất.
Tử vi tuổi Mão, thứ năm, ngày 17 tháng 3 năm 2022. Ngày thứ năm này với bạn tuổi Mão, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có thiên ấn trợ mệnh. Điều này giúp tục vận trình của bạn trong ngày hôm nay chắc chắn sẽ có thể đón nhiều tin vui và may mắn đến, đặc biệt là trên con đường công danh, sự nghiệp, bạn có thể đón nhận những thành quả bước đầu sau một khoảng thời gian dài đã chờ đợi vừa qua nhé. Với bạn tuổi Mão, do có những vấn đề cần phải trực tiếp xử lý cho nên bạn thường khá chủ động trong việc làm ăn, kinh doanh, buôn bán. Điều này giúp cho bạn không bỏ lỡ mỗi khi cơ hội đến và kiếm tiền về đầy tay mình nữa nhé. Trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Mão cũng đang gặp được ngày có mộc hỏa tương sinh. Điều này cho thấy cái chuyện tình cảm của bạn ngày càng thêm nồng nàn, ấm áp. Đôi bên hãy nhân cơ hội này để phát triển mối quan hệ của mình thêm một nấc thang mới. Đây chính là điều mà cả hai bạn đã mong muốn chờ đợi bấy lâu nay nữa rồi. Về câu quyết cho bạn tuổi Mão trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy, tình cảm đôi lứa càng ngày càng hạnh phúc, sớm về chung một nhà. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa, kiên trì, nỗ lực, thành công sẽ tìm đến. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ, không bỏ lỡ mỗi khi cơ hội đến và kiếm tiền về đầy tay. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc, công việc được thuận lợi, mưu sự dễ thành. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, gia đạo êm ấm, trên dưới có được sự thuận hòa. Và đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, quân số may mắn số 22, số 76, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh dương, màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Mùi, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Thìn, thứ năm, ngày 17 tháng 3 năm 2022. Ngày thứ năm này với bạn tuổi Thìn, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có họa dưỡng cho thổ. Điều này làm cho bạn đang có được báo hiệu con đường tình duyên của bạn trong ngày hôm nay đang rất chi là tốt đẹp. Với bạn sẽ không mất nhiều thời gian cho những việc không cần thiết mà trực tiếp bày tỏ tình cảm của mình với người mà mình yêu thương nữa rồi nhé. Với bạn tuổi Thìn, đây vốn dĩ không phải là việc quá mức dễ dàng với bạn, nhưng bạn cảm thấy mình nhất định phải ra tay quyết liệt để giữ lấy người mà mình yêu thương, ít nhất là phải kịp thời trước khi có người khác đang có ý định nặng tay trên của mình. Và ngày này, đối với những người đã lập gia đình rồi thì trải qua một giai đoạn khó nuối trong cuộc hôn nhân của mình. Dù đôi bên không có nhiều bất đồng, nhưng theo năm tháng thì sự nhiệt tình cũng dần nguội đi. Bạn cần phải nhanh chóng hâm nóng lại tình cảm lứa đôi, càng sớm càng tốt bạn tuổi Thìn nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Thìn trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa cần phải chủ động hơn trong việc bày tỏ tình cảm của mình. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ, tình yêu có thể thăng hoa một cách nhanh chóng. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc cần phải tìm cách hâm nóng tình cảm lứa đôi. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim, chớ có cho rằng mình là trung tâm của vũ trụ. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy, nên hiểu vị thế hiện tại của mình đang ở đâu. Và đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, quân số may mắn số 40, số 82, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Thân, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Tỵ, thứ năm, ngày 17 tháng 3 năm 2022. Ngày thứ năm này với bạn tuổi Tỵ, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh, và đây như là lời cảnh báo nhắc nhở cho bạn tuổi Tỵ cần phải hết sức bảo vệ túi tiền của mình trong ngày hôm nay, chớ vì cả tin mà để cho tiền bạc rơi khỏi tay mình bạn tuổi Tỵ nhé. Ngoài ra, trong ngày này với bạn tuổi Tỵ, bạn cần phải tỉnh táo trước những lời dụ dỗ, ngôn ngọt, đường mật từ những người khác để rồi tham lam, liều lĩnh, dấn thân. Hậu quả tất cả những hành động nóng vội này của bạn chính là những khoản nợ phải trả trong tương lai nữa.
Ngày này, bạn tuổi Tỵ lại đang gặp ngày có hỏa khí vượng. Điều này làm cho bạn mệnh cần phải đề phòng các bệnh liên quan tới xương khớp, bệnh liên quan tới tỳ vị, mất ngủ, thần kinh suy nhược hay là đau đầu. Vì vậy, bạn cần phải điều chỉnh lại chế độ sinh hoạt sao cho điều độ hơn để nâng cao sức khỏe, phòng tránh cũng như là giảm thiểu các tác hại về bệnh tật tới với mình. Vài câu quyết cho bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ năm này. Tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh hỏa, kiên trì, nhẫn nại trong công việc, thành công sẽ tìm đến. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh thổ, sức khỏe có thể bị ảnh hưởng ít nhiều, bạn nên quan tâm chăm sóc bản thân mình nhiều hơn. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh mộc, cẩn thận, kẻo lại mất tiền mang tật. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh kim, nóng vội và liều lĩnh sẽ khiến cho bạn mất tất cả. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh thủy, tình cảm gia đình không mấy hài hòa, mâu thuẫn xảy ra triền miên. Và đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, quân số may mắn số 11, số 71, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu tím, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Dậu, tuổi Thân. Tử vi tuổi Ngọ, thứ năm, ngày 17 tháng 3 năm 2022. Ngày thứ năm này với bạn tuổi Ngọ, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có ngũ hành Tỵ Ngọ tương hội. Điều này làm cho bạn tuổi Ngọ có thể hoàn toàn tự tin vào thế mạnh của bản thân mình. Và người ấy thực sự đã trao gửi tình cảm cho bạn rồi. Chỉ cần bạn mệnh cũng bày tỏ tình cảm của mình với đối phương thì tình cảm sẽ được xác lập mà thôi nhé. Trong ngày này với bạn tuổi Ngọ lại đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh. Cái điều này cũng cho thấy về tình hình có thể diễn tiến theo chiều hướng hoàn toàn khác khi mà bản mệnh đang có sự cố chấp, bảo thủ rõ ràng trong suy nghĩ và hành động của mình. Điều đó dễ khiến cho tiền bạc, đầu tư bị thất thoát, thua lỗ là khó có thể tránh thoát. Không phải là với bạn tuổi Ngọ không có kinh nghiệm, mà bản thân bạn đang quá tự tin, không hề để tâm tới những vấn đề có thể phát sinh, trong khi đây là chuyện liên quan tới vấn đề về tiền bạc, vốn dĩ không thể tùy tiện là có được tiền về tay bạn tuổi Ngọ nhé. Vài câu quyết cho bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ năm này. Tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh kim, tiền bạc bị mất mát, hao tổn do không biết kiềm chế. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh thủy, tình cảm phát triển nhanh chóng theo thời gian. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh hỏa nên bày tỏ tình cảm của mình. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh thổ, tự làm mình chịu nhiều tổn thất không đáng có. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh mộc, có nhiều chuyện không thể tùy tiện được nhé. Và đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, quân số may mắn số 15, số 90, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Mão, tuổi Thân. Tử vi tuổi Mùi, thứ năm, ngày 17 tháng 3 năm 2022. Ngày thứ năm này với bạn tuổi Mùi, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có ngũ hành tam hội trợ mệnh. Cái điều này sẽ mang theo những điều tốt đẹp tới với bạn tuổi Mùi trong ngày hôm nay. Với bạn, nhờ có được vận quý nhân giúp sức cho nên bạn nhanh chóng hoàn thành được mọi công việc và mang về những thành tích vô cùng xuất sắc nữa. Trong ngày này với bạn tuổi Mùi, tin vui về tài lộc cũng sẽ tìm đến với bạn trong ngày khi bạn đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh. Nhất là đối với những ai làm nghề tự do, kinh doanh, buôn bán, bạn sẽ có được một khoản thu không hề nhỏ, khiến cho không ít người phải trầm trồ, ngưỡng mộ và ganh tị với bạn nữa. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Mùi lại đang gặp được ngày có hỏa sinh cho thổ vượng. Điều này làm cho mối quan hệ của bạn với các thành viên trong gia đình trở nên gắn kết hơn. Đôi bên dần đã hiểu và thông cảm cho nhau nhiều hơn, dù có khó khăn ở phía trước nhưng cũng chẳng nề hà gì vì đã có nhau cùng song hành trên bước đường này nữa rồi.
Vài câu quyết cho bạn tuổi Mùi trong ngày thứ năm này. Tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim, đừng có vội mừng với số tiền trong tay mà mình tiêu xài quá đà. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy, sức khỏe có dấu hiệu giảm sút đáng kể, cần phải sớm tìm ra nguyên nhân và khắc phục. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa, có được tin vui về tài lộc tìm đến ngay trước mắt. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ, luôn cẩn trọng trong từng quyết định hành động của bản thân. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc, có được quý nhân giúp sức, mọi việc được hanh thông và hoàn thành nhanh chóng. Và đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 40, số 86, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu ánh kim, quý nhân phù trợ, tuổi Ngọ, tuổi Mão, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Thân thứ năm ngày 17 tháng 3 năm 2022. Ngày thứ năm này với bạn tuổi Thân, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân tị hợi. Điều này sẽ ảnh hưởng khá nhiều lên vận trình của bạn trong ngày hôm nay. Bạn mệnh hãy đề phòng những kẻ xấu bụng luôn muốn rắp tâm hãm hại mình. Vì vậy, bạn hãy luôn hành xử một cách cẩn trọng trong bất cứ tình huống nào ngày hôm nay nhé. Trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Thân lại đang gặp được ngày có chính tài trợ mệnh. Cái điều này sẽ giúp cho con đường tài lộc của bạn đang trên đà được thăng tiến vô cùng là thuận lợi. Nguồn thu nhập từ công việc chính khá ổn định và có chiều hướng gia tăng lên mỗi ngày. Vì vậy với bạn tuổi Thân, hãy tiếp tục nỗ lực, phấn đấu để phát triển hơn nữa trong tương lai của mình. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Thân lại đang gặp ngày có họa khắc với Kim. Điều này làm cho mối quan hệ tình cảm giữa bạn và người ấy lại trở nên căng thẳng hơn thường ngày. Với những hiểu lầm khiến cho đôi bên trở nên nghi ngờ lẫn nhau và tình cảm trở nên rạn nứt từ những vấn đề tưởng chừng như là không hề nghiêm trọng này nữa nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Thân trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy, đừng có lơ là với các dấu hiệu bất thường trên cơ thể. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa, cẩn thận đề phòng có kẻ tiểu nhân rắp tâm hãm hại. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ, cẩn trọng trong từng hành động, tránh để xảy ra những sai lầm đáng tiếc. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc, tài lộc ổn định, có sự tăng tiến lên mỗi ngày. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim, tình cảm lứa đôi có nhiều mâu thuẫn. Và đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 25, số 58, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu ánh kim, quý nhân phù trợ, tuổi Thìn, tuổi Tý, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Dậu thứ năm ngày 17 tháng 3 năm 2022. Ngày thứ năm này với bạn tuổi Dậu, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp Tỵ Dậu Sửu phù trợ. Cái điều này sẽ giúp cho công việc của bạn trong ngày hôm nay trở nên thuận lợi hơn hẳn thường ngày. Với bạn tuổi Dậu còn có được cơ hội hợp tác, ký kết được những hợp đồng có giá trị trong ngày hôm nay nữa. Vì vậy, bạn cần phải tận dụng vận khí đang lên này để triển khai những kế hoạch mà mình đã ấp ủ bấy lâu cũng sẽ rất tốt cho bạn nhé. Và trong ngày thứ tư này với bạn tuổi Dậu lại đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh. Cái điều này sẽ mang tới cho bạn có được nhiều vận may về tài lộc. Đối với những bạn làm trong các lĩnh vực như là đầu tư, kinh doanh hay là làm nghề tự do, với nguồn lợi nhuận thu được từ các dự án trước đó của bạn sẽ liên tục đổ về túi, giúp cho túi tiền của bạn không ngừng tăng lên. Trong ngày này, có người còn có được sự may mắn như là trúng số, trúng thưởng hay là được cho tặng về tiền bạc nữa nhé. Chỉ tiếc là cái chuyện tình cảm của bạn tuổi Dậu trong ngày hôm nay lại chẳng được mấy vui vẻ khi bạn đang gặp ngày có hỏa kim xung khắc. Khi có sự bất đồng quan điểm, cả hai chẳng ai chịu nhún nhường ai, cho nên mới xảy ra tình trạng tranh cãi không ngừng. Và nếu có thể hạ thấp cái tôi của mình xuống một chút thì yên bình sẽ sớm tìm lại với bạn thôi bạn tuổi Dậu nhé. Vài câu quyết cho bạn tuổi Dậu trong ngày thứ năm này. Tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy, gia đạo bất hòa, khó được an yên. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa, đừng có bỏ lỡ cơ hội phát tài trong ngày hôm nay. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ, công việc được suôn sẻ, hanh thông hơn trước. Tử vi tuổi Tân Dậu
thuộc mệnh mộc, tiền bạc được dồi dào, không phải lo lắng quá nhiều. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh kim, tình cảm lứa đôi có nhiều mâu thuẫn, khó hóa giải. Và đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 11, số 69, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Tốt thứ năm ngày 17 tháng 3 năm 2022. Ngày thứ năm này với bạn tuổi Tuất, xem tử vi cho thấy bạn đang có điềm báo sẽ gặp phải không ít những khó khăn trở ngại trong ngày hôm nay khi bạn đang gặp thương quan chiếu mệnh. Một số sơ suất trong quá khứ có thể để lại những hậu quả vô cùng là nghiêm trọng ngay trong lúc này. Với bạn tuổi Tuất sẽ mất hết những gì mà mình đã dày công xây dựng vì những sai lầm lần này nữa đúng nhá. Trong ngày thứ năm này với bạn tuổi Tuất lại đang gặp được ngày có hỏa thổ tương sinh, điều này giúp cho vận trình tình cảm của bạn có được đào hoa nở rộ, nhân duyên như ý, đặc biệt là đối với những bạn đang còn độc thân, vượng vận về đào hoa. Với sức hút khó cưỡng của bạn, không ít người khác giới sẽ đem lòng cảm mến và muốn bày tỏ tình cảm với bạn. Vì vậy, bạn cần phải nhìn ra đâu là người thật tâm với mình để tiến tới một mối quan hệ mới nữa bạn tuổi Tuất nhé. Và xem tử vi cho thấy, ngày này với bạn tuổi Tuất, nếu như có công việc cần phải xuất hành đi xa, thì bạn nên ưu tiên xuất hành theo những hướng tốt như là hỷ thần, hướng đông bắc và tài thần, hướng chính nam. Đây là hai hướng sẽ giúp cho công việc của bạn gặp được nhiều may mắn và thuận lợi hơn. Về câu quýt cho bạn tuổi Tuất trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh hỏa, đối với những bạn đang còn độc thân, có được cơ hội thoát ế. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh thổ, đừng có để xảy ra những sai lầm đáng tiếc. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh mộc, xuất hành theo những hướng tốt để cho công việc của mình thêm phần được thuận lợi. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh kim, tình cảm gia đình thêm phần êm ấm, hạnh phúc. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh thủy, hành động sơ suất có thể khiến cho bạn mất hết tất cả. Và đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 34, số 77, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Ngọ, tuổi Dần, tuổi Mão. Tử vi tuổi Hợi thứ năm ngày 17 tháng 3 năm 2022. Ngày thứ năm này với bạn tuổi Hợi, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, dần thân tỵ hợi. Điều này khiến cho các mối quan hệ xã giao của bạn trở nên căng thẳng hơn. Với những quan điểm bất đồng khiến cho đôi bên khó tìm được tiếng nói chung, công việc của bạn vì thế mà trở nên trì trệ hơn gấp nhiều lần nhé. May mắn là trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Hợi lại đang gặp được ngày có chính quan chiếu mệnh. Điều này sẽ giúp cho bạn có được cơ hội khẳng định năng lực của bản thân mình. Với tinh thần trách nhiệm cao của bạn khiến cho đồng nghiệp và cấp trên nể phục và đánh giá cao nữa. Và trong ngày này với bạn tuổi Hợi cũng đang gặp ngày có thủy hỏa xung khắc. Điều này làm cho cái chuyện tình cảm của các cặp đôi trở nên lạnh nhạt và thiếu đi sự quan tâm lẫn nhau. Đôi bên vì bận rộn với công việc và những sở thích cá nhân mà quên đi sự tồn tại của đối phương, bạn cần phải mau chóng dành sự quan tâm cho người ấy của mình đi bạn tuổi Hợi nhé. Về câu quýt cho bạn tuổi Hợi trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh hỏa, sức khỏe được cải thiện đáng kể. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh thổ, luôn nỗ lực không ngừng, đừng bỏ cuộc. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh mộc, quan hệ xã giao căng thẳng, khó tìm được tiếng nói chung. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh kim, thể hiện được bản lĩnh của bản thân, được mọi người nể phục. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh thủy, tình cảm lứa đôi phai nhạt, cần phải quan tâm tới nửa kia nhiều hơn. Và đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 45, số 60, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Dần, tuổi Mùi.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.